Xin chào cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với nhà hàng trên sông của Netway. Thì chiều hôm nay chú Hai sẽ làm ếch kho xả ớt. Kho xả ớt. Có sáng có chia được mấy ếch đồng, chiều cái mình kho xả ớt ăn cơm. Dạ, ếch này thì mình sẽ lột da hết. Còn bên đây thì mình có bông bí nè, với lại bầu, mình sẽ nấu chung với lại cái phần tép này nha cả nhà. Giờ mình chia nhau qua làm nha. Dạ. Em xắt xả đi em ơi. Ủa dân xui dân đem mình hết. Con lặt bông bí. Con lặt bông bí đi. Dạ. Nhà đây thêm hai ơi. Thường cái bông bí mà nó còn búp búp như vậy nè, ăn nó sẽ ngon hơn cái bông bí mà nó nở ra rồi. Bông bí thì mình lặt thì mình sẽ bỏ mấy cái ghìa nha cả nhà. Với lại cái nhụy thì mình muốn bỏ thì bỏ, còn muốn giữ lại giữ lại. Nhưng mà theo con thì cái nhụy của nó ăn cũng ngon lắm thím hai. Bỏ uổng á. Nhụy nó ăn ngon. Bùi lắm á. Đừng có bỏ. Chú hai nói là ăn rất là ngon cho nên thím hai cứ để đi. Con cũng vậy, ở nhà con nấu canh con vẫn để cái nhụy. Vậy để luôn ha. Dạ, để cái nhụy. Hai đi đám tiệc đâu là bằng bỏ nhụy luôn. Dạ. Được nhiêu con chú hai? 8 con không? Dạ. Này phải xào môn ha chú Năm. Cái bông bí này rất là dễ ăn. Mình ăn lẩu nè, lẩu ngọt cũng được. Mà ăn cái lẩu chua cũng được. Lẩu gì cũng được. Dạ. Mà ăn cái vịt nấu chao cũng được. Bông bí thì dễ ăn. Dạ. Mà nấu canh ăn thì nó rất là ngon, nó ngọt, mát nữa. Bò. Bò cái gì trong cái ca vậy? Lấy ra coi. Dẹm. Dẹm. Nãy giờ tắm là mò dẹm đó hả? Dạ. Mò được mấy con? 3 con. Rồi anh làm cái gì? Tối là để trên cái gối ngủ chung với nó hả? Không, chú. Chứ làm cái gì? Con làm cái gì? Nó chơi xong với Dục. Nó chơi xong với Dục. Ừ. Kêu mẹ luộc xả cho ăn. Không hả? Không chịu. Biết ăn dẹm không? Không. Cái bông bí đực là nó ấy là người ta úp cái bông bí cái ra tao thụ phấn đó. Để cho nó ra cái trái. Ừ. Rồi sau khi mà có cái trái rồi mình sẽ hái cái bông bí này. Không? Hai cái người ta thấy gì nè. Cái này là úp lại cái trái gì nè. Dạ. Úp xuống gì nè. Úp lại cho nó trái nó đậu. Mát quá ha. Ừ. Mặc dù nước chưa lớn nhưng mà gió thổi cũng mấy lần lớn rồi đó. Dạ. Mình trồng cái cây bí nó cũng có lợi, mình bán bông được nè, rồi bán trái được. Đọt luôn hả? Bầu bầu thì mình bán được cái đọt bầu. Nước này cũng đoán đọt vậy con. Dạ. Bầu con bán đọt được nè, con bán lá được nè. Còn bí này con đâu bán lá. Dạ. À, ai đâu ăn? À bữa hổm chú hay nói cái đọt bầu mình ăn cũng ngon lắm á. Ừ, cái đọt bầu với cái lá bầu mình nấu mình ấy với cá lóc hoặc cái gì mình ăn cũng được, nấu canh không ăn cũng được. Xào ăn cũng được. Xào mỡ gì ăn cũng được, nó dễ ăn. Còn cái bông bí này xào cũng được nè. Ừ. Cây bầu nè, rồi cây bướp, rồi cây bí bướp. Đỏ. Ừ. Mình tận dụng đủ thứ ha, bông, lá, đỏ. Rồi trái nè. Dạ. Anh Đen thì bữa nay nói chuyện hết nổi rồi, do bị trọng thương. Do chạy máy bị cái nước máy nó văng lên bị phỏng nguyên cánh tay. Mệt chứ không anh đi. Nói chuyện hết nổi luôn không? Rồi có uống thuốc gì không? Có, sáng chạy em chạy uống thuốc. Ừ. Ăn uống gì được không? Hay nấu cháo ăn? Được. Lý do gì mà cái máy mà nước nó văng lên phỏng nguyên cánh tay hả? Trời ơi, cái máy mà nước nó sâu dữ lắm con ngon, nó văng một cái là nó hên đó. Dạ, cũng hên là không văng vô mặt á. Ờ, nó văng một cái đi rồi thấy cái cảnh. Còn hơn nước mình nấu nhiều. Dạ, lúc đó là con nghe kể là anh Đen quảng hồn là nhảy xuống sông luôn. Nhảy luôn sông đó mấy. Đang chạy máy mà nhảy xuống sông luôn, không ai biết vụ gì. Nói phòng dữ vậy chứ. Tép này đâm ra thì chắc có lẽ là nấu nó ngọt nước gì lắm đó. Đúng rồi, tép con đâm ra nấu nó ngọt nước. Dạ, tại vì con tép này nó bự, cái vỏ nó cứng cho nên mình không để vỏ.
Còn những cái con tép mà lúc trước mà mình ăn với ghe đó chú hai, mình đặt dính đó. Thì cái đó mình để vỏ mình ăn ngon. Đúng rồi. Nó mềm mà nó lại có màu nhìn đẹp. Mà nước này thì đừng có mong mà có tép nữa. Nước này đừng học. Cá còn không có này, không chỉ có tép. Cũng đầu tháng 7 rồi, khoảng chừng gần cuối tháng 7 là bắt đầu là nước lên rồi. Nước lên từ từ ha. Nước rồi chuẩn bị nước gông năm nay, nước gông cả gà là con thấy nước nhiều ghê luôn á. Dạ đúng rồi, buổi sáng là nước nhiều nhất. Nước này là nhiều hơn năm trước á. Dạ. Năm nay nhiều hơn. Tháng này là nước dữ lắm luôn. Năm rồi tháng này đâu có nước gì gông mà đâu mà dữ vậy. Bây giờ chứ năm đậu ngay giờ cầu là nó đi là khầm khầm. Bây giờ thì nước lớn đầy ra đi vào bò luôn á. Dạ. Nhầm với giờ cầu giờ nước cũng nhiều hơn tháng rồi, con tắt nước. Mới đầu tháng 7 thì đó. Mới cái đầu tháng 7 mà nước vậy rồi. Ngay cái đỉnh điểm mà cái mùa nước nổi á là cái tháng mấy ta? Tháng 9 hả? 9, 8 dạ. Đoạn 9. Dạ, tháng 8 là bước đầu tháng 9 là lúc đó là nước còn dữ nữa. Dạ, tháng 8 bắt đầu nó lên luôn đó. Xã năm hồi trước mình đi cắt lúa không có đồ ăn á, cái đâm nó ra hay cái nặng chanh để muối đường một ngọt vô ăn cũng ngon như thường. Phải có ớt nữa nha. Ớt nữa chứ. Ừ, dạ. Muối xả. Trời ơi, đồng ăn nó ngon. Cái đó người ta gọi là dân bên đây thường chọc cái kiểu là ăn thịt cọp đó, mình đâm muối cọp 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 rồi xả rồi ớt vô nặn chanh vô mà lâu lâu con ăn cứ ngon dữ dằn luôn á. Còn mới ăn cách đây một tuần á, ngon lắm. Ngon đó là chiên gia ăn vậy không. Nghĩ là những cái món đơn giản nhưng mà nó ngon hết chú hai. Mình bây giờ tính ra sống sung sướng không mua lần gì lắm, con mua lần ha, đi con thấy đi ra đồng ha, muối ớt đâu đem nước mắm nước bận gì theo đâu, thì chủ yếu là muối cục rồi hái ớt ngoài đồng ngoài đông xả rồi đi ra cái gặp bắp chuối rồi mà mỗi lần thì rau thì dễ kiếm nha. Dạ. Hẹ đồng rồi đó, con rau mà đồng thì có nhưng giờ không có, giờ phải trồng. Nếu mà mình muốn ăn cái muối xả ớt ngon nữa thì mình để một chút cơm mẻ nữa là mình ăn bắt dữ lắm. Đúng rồi. Không cần phải nặng chanh, cái đó cơm mẻ mà nó chua chua dễ ăn. Nếu mà con ăn cái đó ha, là ví dụ như giờ cơm mẻ ha, rồi xả ha, rồi ớt ha. Dạ. Để miếng muối, một đường, một ngọt. Cái đầu chuối chát mình á. Đúng rồi, chuối già nè. Tước ra. Cái quất ly chấm dùng miếng vậy đó, mà ăn cũng chết, không ăn cũng chết. Đang nói tới vấn đề ăn cơm nha. Mà ăn cơm ăn kiểu đó mới ngon á. Chuối già đừng có cắt ra, cứ để nguyên trái vậy đó, quệt vô. Quệt vô. Nói nghe mắc thèm hả chú Năm? Chút làm ạ. Đây có một mẻ nào làm. Được hai con có trứng không? Mình sẽ xào ếch lên cho nó xanh nha cả nhà. Nó bán mùa tanh ếch. Chú Hai sẽ để một ít nước màu vô. Chú Hai hỏi thím Hai nấu canh có để nước màu không? Mình cũng để đường, bột ngọt với lại nước mắm. Rồi chúng hai để mớ xả vô cho xào xăng cho nó thơm, cái hồi cái nước mắm vô. Mình cũng kho cái kiểu mà còn sệt sệt xíu để mà mình chấm với lại cái chuối già sống. Này mà đói bụng mà đưa vô cái thứ gì cho nó thêm thôi. Nhất lớn hả chú nào? Còn thấy đứng rồi đó. Để chút nữa cho chú Năm cảm nhận coi anh xui chị xui nấu ai nấu ngon hơn.
Lần trước thì mình đậu ngay cái cây tràm bông vàng, thì hôm nay mình đậu ngay cái cây tràm bông trắng. Cái này tràm bông trắng luôn. Tràm này hồi đó là ở trên chú Hai ha, là tới mùa ha, là con đi chặt nhánh gì đó, con chặt nhánh hết. Dạ. Yeah. Cái con đem về, cái con lấy cái lứ mình may bao quá ha, mũ gì đó. Cái đầu con mới chất chạm lên con phơi. Dạ. Yeah. Con phơi khoảng chừng dài nắng bắt đầu cho nó nở cái nhị nó ra, cái con mới vũ lấy cái nhị nó con mới bán lại. Dạ. Yeah. Tặng cho người ta già, người ta xạ. Xạ tràm hồi xưa á. À, xạ là để trồng ha. Giống như xạ lúa rồi. Bắt đầu con mới gieo ra, con mới đem vô, đem ra con mới cấy lại như lúa vậy đó. Dạ. Yeah. Bắt đầu là nhìn cảm thấy hấp dẫn rồi đó chú ha. Cái cuộc này phải có cậu Út đây đấu giá với ổng ha. Đấu giá với anh Út được mà. Giờ anh cơm đấu mấy chén. Giờ nó thấm nước mắm với ấy rồi, chú Hai chế vô miếng nước, ít nước. Rồi. Anh Đen thì đang ngồi tương tư nhớ về quê vợ. Có bị sốt gì không anh Đen? Thôi gán khoảng chừng tuần nữa là vết thương lành như vậy. Thơm quá thơm rồi. Này ai đói bụng chắc ăn sạch nồi cơm thiệt. Thả vô cây này chút chín này, cái này hai đêm lại cái nữa. Dạ. Trái bầu này cũng mới hái cho nên là rất là ngon. Đậu nó mình bầu mới hái là còn ăn ngọt. Dạ, với lại cái bông bí cũng hái sáng. Bông bí bán cũng rẻ, có 15.000 nửa ký. 30.000 ký. Mà hái biết chừng nào đương ký trời. Nhà vườn cả tích lũy lắm con ạ. Dạ. Đồng bông bí thì mình hái mình bán cực lắm, thì 4 giờ mới hái rồi. Dạ. Chiều hái đâu được, chiều hái để chiều hái là để sáng là nó héo. Héo nở ra cho nó nở ra chân à. Dạ. Hái tao có ngon đâu. Cho nên là 4 giờ khuya hái rồi xong rồi sáng là 5 giờ mấy là đem ra chợ. Thím Hai là chỉ cần soi bên đó một cái là chín rồi đó. Còn chú Hai sạch cái này là một cái là ăn được rồi. Hai chế này, chế ba cái xả này vô là rồi đó. Dạ. Ăn cơm á, dân bình thường đây thì có món kho thì phải có món canh, dễ ăn. Còn món kho phải có rau luộc, dạ. Cái gì đó. Còn không nấu canh thì phải có một tô nước cơm. Ừ. Được rồi hả chú Hai? Kẹo vậy là ngon rồi đó. Dạ. Cắm chuối nữa. Lụm tiền ha. Rồi vậy là bán cái chảo này nhiêu đây? Chảo này chắc bán 80 ngàn được không? 80 ngàn lỗ từng hết à. Ủa chú Năm làm gì vậy? Hả? Rớt cái giờ cá. Tự nhiên cái giờ cá đang máng trên ghe vậy, cái gớ xuống hả? Em là vậy tội nghiệp ổng không? Nhảy xuống lặn mò kìa. Dính hông? Vậy là thủ phạm là do anh Đen làm gớ xuống nè. Xong rồi kêu ông già vợ giết nhảy xuống mò. Mở cái dây chuồng cột ở đây luôn chú ơi. Tạo điều kiện cho chú Năm tắm lần thứ hai. Nước mắm ha. Nước mắm thì nãy giờ mình chưa để nè. Ngon, ngon rồi đó. Nhìn thôi là thấy ngon rồi đó. Nước ăn ngon không à. Nhìn là nước ngon rồi đó. Trông ngon. Tại vì cái tép này nè, đâm ra nè, nó ngọt nè. Bầu nó cũng ngọt, cái bông bí nó cũng ngọt. Trước bữa cơm hôm nay thì con cũng có đại diện cho vợ chồng anh Long trao cho anh Đen một món quà là 100 đô. Phần này là của vợ chồng anh Long muốn gửi cho bé Bin với lại bé Bo. Cái này thì em gửi cho anh Đen tiền Việt 5 đồng nha. Em đổi nha, em gửi luôn. Còn cảm ơn gia đình chú Long. Chúc gia đình chú Long dồi dào sức khỏe. Dạ. Rồi tiếp theo thì đây là món quà 1 triệu đồng của chị Mỹ Duyên tặng cho vợ chồng anh Đen. Dạ. Con xin cảm ơn cô Mỹ Duyên. Chúc cô Mỹ Duyên dồi dào sức khỏe.
Dạ, tiếp theo nữa là đây là món quà 500 ngàn của chị Mỹ Duyên tặng cho chú Hai ha, con gửi chú Hai. Cảm ơn cô Mỹ Duyên rất nhiều, chúc gia đình cũng như người sức khỏe. Dạ, còn đây là phần 500 ngàn của chị Mỹ Duyên gửi tặng cho chú Năm, con gửi chú Năm. Cảm ơn chị Mỹ Duyên, chị Mỹ Duyên sức khỏe. Dạ. Sẵn bữa cơm hôm nay thì mời gia đình Quỳnh Long với mời chị Mỹ Duyên với mời cả nhà cùng cơm với cả nhà mình luôn ha. Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Rồi xin mời. Lần là tới 5-6 bông với chú Hai. Mặn nha. Nhiều vậy mới ngon. Ít khoa ngon. Mấy ai thoa ngon quá. Anh có chứ ai thoa. Em lấy chén nữa thương em. Món này thì ăn cơm ngon hay chú nào? Cơm ngon. Cái này mà gặp mấy con ếch mà nhỏ nhỏ chú Hai cũng nhai xương hết luôn. Đúng rồi, ếch nhỏ chú Hai nhai xương chưa? Dạ. Có nhiều người mà dân mình ở đây với chú Hai bắt mấy con nhái kho sả ớt á. Nhái còn kho sả ớt còn ngon lắm mày. Dạ. Con nhái là cái mức độ nó lớn cỡ đó là đâu lớn được nữa. Đâu lớn nữa. Dạ. Mà thịt của nó chắc không bằng ếch đâu hả? Không, nó ngon, ngon ếch. Dạ. Nhiều người bầm ra rồi nấu cháo á. Ừ. Nghe nói là rất là ngọt nhưng mà con chưa ăn. Thịt ngọt con cha ngọt. Con bí trong gà nấu ngọt ha. Ngon. Tại nhờ ba tép mà. Chứ không phải ông nấu ngon đâu. Muốn khen mà không dám nói hết thím Hai. Dám lên nói vậy. Cái tép này còn nấu ngon lắm. Tép với ngọt. Ngọt. Chứ tôi kho này không có tép hết trơn mà vẫn ngon bình thường nha. Chỉ nhờ miếng xả với ớt à. Nhưng mà cái món của chú Hai không có ớt là chắc chắn là không có ngon rồi. Món của Hai không có xả không kho cũng không ngon. Dạ. Nãy giờ chú Năm ăn cái món kho cảm nhận sao chú Năm? Vừa ăn không? Vừa ăn. Ngon. Thì mình hỏi chú Năm thì mình sẽ biết trước cái câu trả lời. Hay anh đây? Ngon là nhờ xá thôi chứ ít nên chú làm đâu ngon. Dạ. Ít mà bự bự con ăn nhờ mấy giò nè, xương gân rồi cũng ngon. Dạ. Yeah. Thường thì ít đồng mình xào á thì mình để da ăn nó ngon, còn mình kho thì ít khi nào ai để da. Da cũng ngon. Nồi ớt này ngon. Hôm nay là quyết định sạch nồi cơm hay anh đây. Chú Hai ăn cơm mà có rau có đồ kho là chú Hai ăn cơm nhiều lắm. Có canh nữa thì càng tốt. Cái này con để ra con xào môn nó dai nó ngon thấy. Dạ mình cũng có ăn mấy lần rồi đó. Ừ. Cái đó thì ăn cơm thì phí lắm. Cái bữa mà bắt cá trong cậu Út là biết ai bắt nhiều nhất không chú Hai? Có ai ngoài chú Hai ra? Không phải, chú Năm bắt nhiều nhất. Chú Năm bắt cá là không ướt chân luôn. Bao luôn. Dạ. Cái buông ra mùa cá ha, đó là chú Hai đi mò là thôi. Cái gì chạy chú Hai nhiều nhất không ai nhiều hơn chú Hai. Dạ.
cay dữ không? Con thấy ớt nhiều. Được. Không cay. Bí mà đặt cái nhị rồi ăn bông chất lắc, không ngon lành. Con cũng phải để cái nhị. Trừ khi đám tiệc rồi mình lặt ra hết thế mày. Khi đám tiệc là con phải dẹp cái đồng cái nhị trong nữa. Dạ. Tại vì ở trong cái nhị á nhiều khi có con nhị ở trong. Quên nữa. Con ếch này ngoài cắm câu ra mình đặt lợp ếch cũng dính chứ hai. Dính chứ. Con ếch này ngoài cắm câu này ra ha. Là cũng đặt lợp nè. Móc. Rồi con móc hang. Dạ. Rồi bắt đầu con đặt cái chặn đường nước nè, chặn đường nước cũng dính luôn. Như cái giới người ta kêu dính. Lợp rồi con mắc bỏ mồi. Là cái nghề mà đặt lợp ếch ngày xưa chú Hai có đặt không? Có con. Ngày xưa chú Hai đặt dữ lắm. Hiệu quả không chú Hai? Hiệu quả hơn cắm không? Hiệu quả hơn. Nó chạy nhiều lắm á. Chạy nhiều hơn. Như là cái mồi của nó là để cái gì vô? Cũng giống nó như là chỉ... cái mồi cắm câu hay sao? Nó chỉ có cá là đầu cá, đồ con bằm vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Dạ. Yeah. Chứ không phải con để dầu chuối vô chứ thơm thơm cái rồi. Không có gì nữa. Chỉ cần dầu chuối vô thơm là nó sẽ vô. Ừ. Ai nói đặt thuốc đặt đồ không bao giờ có. Dạ. Không có đặt thuốc. Lợp ếch thì cái tháng nào mình đặt được chú Hai? Nó cũng như cái lúc mà lúa của người ta xạ rồi ha, là con đặt dưới đường nước. Dạ. Còn mấy là lúc bước tháng 8 bước động chín lúa người ta cắt. Đã bắt đầu lúa người ta cắt thả nước chưa, con đặt cặp theo bờ vậy nè, cặp theo bờ đê á. Dạ. Dưới mấy đường nước. Con đặt cặp bờ nước ngập lên hết là dính bao nhiêu cũng vô. Mà bây giờ thấy ít cái ai mà làm nghề đặt lợp ếch ha. Đúng rồi con, giờ hiếm. Ếch giờ cũng hiếm rồi. Buông ra cái xôi rồi xịt đủ thứ bắt. Trên mang đặt dữ ếch đặt nhiều lắm ạ. Đặt câu rồi kia là làm dữ lắm. Dạ. Mình đây ếch chứ mình không ăn ếch dữ. Nó chẳng thấy ếch mạnh đành không mà đen thui à. Dạ. Tại nó ngập rồi còn buổi sáng không thì ếch lên ở vậy đâu. Ở con cái xanh quanh thì nước không thì nó lên mà sáng chứ nở đâu đi đâu cho thoát. Dạ. Yeah. Nhìn bên đó cái cắm lắm. Còn đặt lợp không à? Đặt lợp cho nhanh. Cắm thì cực. Có khi nó chạy đua một cái lợp không là 1 ký 2 ký bình thường. Gì ghê vậy hả? Ừ, nhiều lắm á. Còn cắm câu ếch thì anh cái dính con. Mà nhờ nhiều cần. Ừ. Ở trên đó mà con nhìn đi con ví dụ mà con dòm lên trên bờ vậy đó ha, ngoài sáng á. Như ngoài sáng vậy nè. Dạ. Nhìn nó thấy bẹo trắng giả chân là một gặp chuột thì đó. Còn thí dụ thường cách 4-5 thước là ếch hết. Dạ, cái bẹo nghĩa là để mình làm dấu á. Bẹo để mình nhớ á. Dạ. Ăn bữa cơm đơn giản nhưng mà ngon hả chú nào? Ngon. Ngọt, ngọt dữ lắm. Ngọt hơi bầu. Xin chào cả nhà nha, hẹn gặp lại video kế tiếp. Chào cả nhà.